Các bạn yêu quý của Hà, mình đã quay trở lại với một phim mới. Lần này là phim Xích Lại Gần Nhau. Lạ thật, tên phim là vậy nhưng bốn nhân vật trong phim như bốn mảnh ghép rời rạc, cô đơn. Dù họ đã từng là vợ chồng, đã từng là tình nhân của nhau, trong mối tình tay từ phức tạp, hai anh là hai chú tuần lộc tự cắm sừng cho nhau. Hai chị như hai chú lăng quăng, lúc lăn qua chỗ anh này, rồi thì lăn qua chỗ anh kia. Có lẽ hàm ý của đạo diễn là xích về mặt thể xác đó mấy bạn, chứ Hà thì Hà thấy càng lăn xả vào nhau thì tâm hồn của họ càng xa rời nhau. Không bình luận dòng dài mất thời gian của các bạn nữa, mình vào xem phim thôi. Gian, một nhà văn tuổi thì ngày một tăng nhưng tên thì chưa có, đang trên đường đến sở làm trên con phố sầm uất nhất của London. Từ xa, một người phụ nữ trẻ đẹp, cá tính nổi bật với mái tóc màu đỏ đi hướng ngược lại. Bị đối phương hấp dẫn, cả hai trao cho nhau ánh nhìn đầy hàm ý. Bận giao lưu bằng mắt, cô gái băng qua đường mà không am hiểu về luật giao thông của anh và va vào một chiếc ô tô. Chào anh đẹp trai, dù ngã lăn ra đường, nàng vẫn không quên chào Gian. Sau sự kiện đó, hai người đưa nhau vào bệnh viện rồi từ đó phải lòng nhau. Rời khỏi bệnh viện, cả hai băng qua một công viên tưởng niệm, nơi lưu giữ tên tuổi của rất nhiều người đã hy sinh để cứu người. Cô gái trẻ nói với anh tên cô là Alice S, làm nghề tự do cởi, tự do nhận tiền boa không ai ép. Cô vừa từ Mỹ sang Anh để rời bỏ một mối tình tồi tệ. Cuối cùng, họ cũng đến văn phòng của Gian. Anh ấy chào tạm biệt cô gái rồi vào trong. Nhưng ngay sau đó anh quay lại và gặp cô gái, khởi đầu cho một mối quan hệ lâu dài giữa hai người. Alice, cô vũ nữ lang thang, và Gian, nhà văn trẻ si tình đã va vào nhau như định mệnh trên một đoạn đường đời tấp nập. Từ những kẻ xa lạ, họ trở thành tình nhân và tin rằng tình yêu họ dành cho nhau là thật. Một năm sau, Gian đến studio của Anna để chụp ảnh bìa cho cuốn sách sắp xuất bản của mình. Lúc này, anh đang sống cùng Alice. Nội dung cuốn sách viết về cuộc sống lãng mạn của Gian và Alice. Anna, người vừa mới ly thân chồng, là một nhiếp ảnh gia tự do chuyên chụp chân dung. Sở thích của cô là chụp ảnh những người xa lạ mà cô vô tình gặp gỡ tại thủy cung. Anh là một nhà văn tài năng, tôi rất thích tiểu thuyết của anh, nó rất đáng tiền. Ô, fan của mình đây sao, mừng quá. Anh lao đến giao lưu một nụ hôn nồng cháy. Tôi cũng thích em. Phải chăng em là tình yêu đích thực của đời tôi? Không phải anh đang ở cùng cô bạn gái người mà anh đã viết trong sách hay sao? Không quan hệ hay giao lưu gì cả. Mến chào tạm biệt. Nàng xua anh ra cửa. Tại thời điểm này, chuông cửa reo, Alice xuất hiện. Trâu bò đá nhau, ruồi muỗi chết, biết sự chẳng lành, Gian chuồn về trước. Alice đã nghe thấy hết cuộc gặp gỡ của hai người khi cô ở dưới lầu. Anna xin lỗi nàng. Alice, với đôi mắt ngấn lệ, cô quay lại yêu cầu Anna lưu giữ khoảnh khắc này, cho cô qua những bức ảnh. Về nhà, Gian lên mạng giả làm phụ nữ đùa dỡ với Larry, một bác sĩ da liễu có thói quen tìm với bốn phương. Sau những lời câu dẫn, Gian hẹn hò Larry gặp gỡ, giao lưu và quan hệ tại thủy cung. Đó chỉ là một trò đùa của Gian, nhưng Larry lại tin là thật. Hôm sau anh đến thủy cung, tại đó anh tình cờ gặp Anna. Anh tiếp cận nàng vì nhầm tưởng cô ấy là người hò hẹn cùng mình. Từ nhầm nhọt sang trồng trọt, cả hai nói chuyện rất hợp và cây tình yêu đã được ươm mầm từ cuộc hội ngộ tình cờ này. 4 tháng sau, Gian và Alice được mời tham dự buổi triển lãm nghệ thuật của Anna. Bố Gian vừa mất, anh dự định sau khi đi dự triển lãm, về anh sẽ đến thẳng chỗ đám tang của cha mình. Gợi ý muốn đi cùng anh để an ủi, nhưng Gian chỉ muốn đến đó một mình. Tại phòng tranh, Alice thích thú ngắm nhìn ảnh của mình, Larry đến trò chuyện cùng cô. Có vẻ anh đang tán tỉnh nhẹ cô gái. Cuộc trò chuyện giữa bốn người họ cho thấy, Gian vẫn còn vương vấn Anna. Cơm nguội trong nhà hóa ra lại là đặc sản của ông hàng xóm nhà bên. Hai anh mải mê tán tỉnh hai cô gái của nhau mà không hề hay biết trên đầu mình có hai cặp sừng đang nhú. Đưa Alice ra xe taxi để về nhà, Gian không đến thẳng đám tang của cha, mà anh quay lại phòng triển lãm để gặp gỡ giao lưu cùng Anna. Sau cả năm trời lén lút ngoại tình sau lưng Alice, Gian đã phải thừa nhận hành vi bất chính của mình với nàng. Alice rất đau lòng và rơi nước mắt. Gian cố gắng an ủi, xin lỗi vì đã làm tổn thương nàng, nhưng cô ấy đã bỏ đi. Lúc này cặp đôi Anna, Larry đã kết hôn. Larry thường xuyên đi công tác, hôm nay anh ấy về. À, anh có chuyện muốn thú nhận với em, anh đi công tác play, cu dài rằng giặt biết ngày nào ra. Không sao, em cũng có lỗi với anh. Anna lúc này cũng nghỉ non thú nhận đã giao lưu cùng Gian cả năm nay. Sửng sốt với sự thật phũ phàng, hóa ra lâu nay cả hai vợ chồng đều lừa dối nhau với những cuộc phiêu lưu tình ái bên ngoài. Larry không chấp nhận bị vợ phản bội. Anh ấy yêu cầu Anna biến khỏi cuộc đời anh. 6 tháng sau, Larry gặp lại Alice trong một câu lạc bộ. Nàng quay lại nghề cũ với bộ tóc giả màu hồng. Anh trả tiền để được gặp riêng cô. Nàng mỉm cười nhìn anh và nói tên thật của mình. Em là Jen John. Anh và Anna sắp ly hôn.
Larry tâm sự nhưng Alistair không quan tâm, nàng chỉ chơi đùa với anh chứ không có ý định nghiêm túc. Anna lúc này vẫn gặp gỡ gian, nhưng có vẻ như anh là một người đàn ông nghiện sự thật. Anh luôn tra hỏi và tỏ ra khó chịu khi biết cô vẫn gặp gỡ chồng cũ. Vài tháng sau, gian tức giận xông vào văn phòng làm việc của Larry. Anh không chấp nhận được sự thật tình nhân bé bỏng của anh đã quay về bên chồng cũ. Cô ấy chưa bao giờ nộp đơn ly hôn. Cô ấy đang trầm cảm vì phải chịu đựng những ghen tuông vô lý từ anh. Tôi yêu cô ấy và tôi sẽ ở bên cô ấy. Vợ chồng người ta đã đoàn viên, còn gian lúc này không biết kiếm Alice ở đâu. Ban đầu, Larry tức giận với gian, nhưng rồi trước những giọt nước mắt của gian, anh tiết lộ đã gặp gỡ Alice tại một hộp đêm. Anh thú nhận mình đã ngủ cùng Alice. Gặp lại Alice tại câu lạc bộ, anh đưa nàng đến một khách sạn. Cả hai rất vui khi gặp lại nhau. Đã 4 năm rồi kể từ ngày chúng mình gặp gỡ. Thời gian trôi nhanh thật. Vậy em có ngủ với Larry chưa? Chưa, nàng trả lời. Anh ra ngoài mua thuốc. Em hãy suy nghĩ kỹ và trả lời cho anh sau khi anh về. Gian trở về với một bông hoa trên tay và nhận câu trả lời phũ phàng từ Alice. Cô ấy nói rằng nàng không còn yêu anh nữa. Trong vai một kẻ nghiền sự thật, luôn sống trong mặc cảm lừa dối, gian đã bị chính sự thật như con dao hai lưỡi quay lại làm tổn thương mình. Định mệnh đã trao cho anh nhiều hơn một cơ hội để yêu, nhưng anh cứ cân lên đặt xuống giữa một hũ mắm nêm và một chai mắm ruốc để cuối cùng anh không có gì cả. Gian vẫn ở London, anh đi ngang qua công viên từ ngày đầu tiên họ gặp nhau và nhận ra một trong những cái tên trên tường là Alice S. Thì ra, ngay cả tên thật và cuộc đời thật của người yêu gian còn chưa kịp biết. Alice quay trở lại New York một mình, nàng băng qua một con phố đông đúc ở New York, nàng lại đi nhầm đường, và có lẽ nàng sẽ lại gặp một mối nhân duyên nào đó ở quê hương. Mỗi nhân vật mang theo một số phận, một niềm say mê, háo hức bước vào trường tình. Đã có lúc họ tưởng như xích lại gần nhau như trường đoạn trong phòng triển lãm, nhưng không vì thế mà bớt cô đơn. Giữa hàng trăm bức ảnh chụp gương mặt của những người xa lạ, chính họ cũng trở thành những kẻ xa lạ trong mắt nhau. Không có ai đúng, ai sai khi đứng trước tình yêu. Chỉ có kẻ tỉnh táo và dũng cảm mới là người giữ được hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã xem kênh, đừng quên like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của Hà nhé. Mến chào tạm biệt các bạn.